Trong khi đợi các bạn, em coi bài trước đi nha. Hello Ngân. Con chào cô. Rồi sau này có hai bạn như vậy, những bạn khác đã mất tiêu rồi. Đợi có một chút, tôi coi với các bạn đâu rồi. Tính thì xin off nè. Chỉ còn tâm nè. Lan với lại mấy anh xin vào trễ. Rồi, thôi có nhiêu mình học bấy nhiêu. Vậy là có Linh là một nè, Ngân là hai nè. Rồi, qua bài 15 nha hai em. Các dạng câu hỏi cuối, tức là những hôm trước mình học là when, where, what, how, vân vân rồi. Thì bây giờ các dạng câu hỏi cuối là những cái câu còn lại nè các em. Phần 1, phần đầu tiên là câu hỏi lựa chọn. Lựa chọn, rồi đọc cho cô cái này nào à, Linh. Là dạng câu hỏi đưa ra hai sự lựa chọn được nối với nhau bởi liên tượng O. Cấu Đúng trúc rồi. chấm chấm cộng lựa chọn một O lựa chọn hai, cần nghe được lựa chọn một và lựa chọn hai là gì? Đúng rồi, thank you. Em để ý cho cô này nha. Cái câu hỏi lựa chọn em phải nghe được cho cô chữ O nha, không nghe được chữ O là không làm được á, phải nghe được chữ O thì mới làm được, thì sẽ có hai sự lựa chọn. Lựa chọn một và lựa chọn hai, ví dụ là muốn ăn cơm ở nhà hay ăn ở ngoài đường. Đó, thì một là nhà, hai là ở ngoài đường. Mình phải nghe được cho cô cái lựa chọn đó và nghe chữ O cho cô ha. Rồi, các dạng trả lời sẽ dùng như sau. Tức là nếu mà câu hỏi lựa chọn như này thì em sẽ trả lời như sau. Cách đầu tiên đọc cho cô nào Ngân. Cô là cách một chọn một trong hai, nhắc lại A hoặc B, dùng cụm từ đồng nghĩa để diễn tả A hoặc B. Ví dụ là Ừ. Đợt. should I display she taka on a check on a rack a rack would be better. Rồi, cái này là nhắc lại lựa chọn 1 nè. Rồi, đọc cho cô cái ví dụ này đi, Linh. Did you stick with Peter Rowe or the
send an email. I called him yesterday. Dùng call thay thế lựa chọn một stick. Đúng rồi. Cái này cô nói sơ một chút nha các em. Bình thường phần 2 của mình đó, là các em nhớ áp dụng cái 7 đồng âm đúng không? Nhưng trong trường hợp lựa chọn này thì 7 đồng âm em không áp dụng được nha. Bởi vì sao? Nhắc lại lựa chọn A là chuyện bình thường. Ví dụ như những cái dạng câu khác đó, họ nhắc lại cái câu ở trên bài á, mình nhắc lại câu hỏi đó thì mình nghe 7 đồng âm mình loại. Nhưng trong trường hợp câu lựa chọn O nhớ này thì cái việc nhắc lại đáp án A hoặc là cái lựa chọn B là chuyện bình thường nha em. Cái thứ hai là nhắc dùng 7 đồng âm diễn tả thì cái lựa chọn đầu tiên dễ nhất, bởi vì họ chỉ nhắc lại thôi A hay B, A thì chọn đáp án là A. Nhưng bây giờ cái đầu tiên nó không dùng A mà nó dùng từ đồng nghĩa thì nó hơi khó hơn một chút. Cô ví dụ như cái đầu tiên này cho mình là gì? Tôi nên trình bày cái dữ liệu này bằng cái sơ đồ chart, tức là cái sơ đồ hay là cái graph, là cái đồ họa đó, bản đồ hoặc đồ họa đây. Thì đây là dùng đồ họa tức là bức tranh á, thì tốt hơn. Thì bây giờ họ lựa chọn cho em là lựa chọn hai này, lựa chọn hai mới đúng chứ quên, lựa chọn hai tức là cái này này, tức là đáp án là B á, A hay là B thì nó chọn B này, được chưa? Còn cái thứ hai nó dùng nghĩa này, bạn đã gọi cho ông Rob hay là để gửi email cho ông chưa? Thì à, tôi đã gọi cho ông ngày hôm qua rồi. Thì thay vì họ lặp lại cái từ là I spoke with Mr. Rob thì họ thay bằng I called, tức là cái từ này nó liên lạc nó bằng từ này ha. Đó, nó lựa chọn một của em nhưng mà dùng từ đồng nghĩa, được chưa? Đồng nghĩa nó không nói lại là I spoke with him mà là dùng là I called him, được chưa? Thì nó cái này nó hơi khó một chút, buộc các em phải hiểu nghĩa thôi ha. Nhớ nha, cách đầu tiên dễ nhất là chọn một trong hai hoặc là dùng đồng nghĩa. Rồi cách thứ hai đọc cho cô nào Linh. Cách hai chọn cả hai thường xuất hiện từ both. Both. I would like both. I want both. Would you like tea or coffee? I would like both. Đúng rồi, được chưa? Thì thay vì trả lời là nếu như mà cách một quá thì tea, ví dụ I would like tea là lựa chọn đó, hoặc là đồng nghĩa gì đó, nhưng bây giờ họ dùng là I like both, cả hai, thì cái này nó hơi dễ ha, bởi vì cả hai đều được, ngay chứ both là đúng thôi, được chưa? Tôi thích cả hai, nhưng nhớ cho cô đừng nghe cho cô được chữ O nhớ em, để phân biệt với những câu yes no khác á. Tiếp tục, nhớ cho cô chữ both nha, là cả hai là đều là đáp án của mình luôn á. Rồi tiếp tục đọc cho cô nào Ngân. Thưa cô là cách 3, cái nào cũng được. Either is fine, okay with me, cái nào cũng được với tôi. Either would be fine, nine, please, cái nào cũng ổn. It is up to you, tùy bạn. It does matter to me, cái nào cũng được. Whatever you want, prefer, cứ chọn cái nào bạn thích. Whatever comes first, chọn bất cứ cái nào ra trước. They are both about the same, cả hai cái như nhau ạ. Rồi ví dụ em. Rồi đợi cô nói cái này trước nha, đợi cô nói cái này trước. Tức là những cái từ mà cô highlight như này nè, các em nhớ thuộc nha. Lỡ họ cho các em thì các em nhớ thuộc những từ này mà các em chọn nè, được chưa? Còn nghĩa là mình có một bên rồi. Either hoặc là either đều được nha. Either hoặc either đều được. Một cái là either, tiếp tục là it's up to you nè. It doesn't matter to me nè. Whatever. Whatever nó sẽ có hai cái, you want hoặc là come first đều được, nhưng mà nhớ cho cô whatever ha, với lại từ both hồi nãy mình gặp ở trên rồi ha. Rồi đọc cho cô ví dụ luôn đi Ngân. Would you like some new or cream with your coffee? Either would be great. Rồi nghĩa là gì em? Great. Nghĩa là gì em? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Either em dịch sao? Mới học xong. Chọn một trong hai. Một trong hai, cái nào cũng được nha em. Đây nè, cái của mình này, either would be great nè. Đây cái này của mình này, either would be great, cái nào cũng được, được chưa? Thì bây giờ milk cũng được mà là cream cũng được, ý là họ nói là như vậy. Nhớ cho cô chữ either ha, either hoặc là either.
Tâm đang vào đúng không Tâm? Hello Tâm. Rồi, tiếp tục cách 4. Ủa, các em thấy bạn Tâm kết nối được chưa? Hình như chưa đúng không? Sao thấy cho ba chấm như thế này? Em thấy chưa kết nối được không ạ? À, hình như kết nối được rồi. Tâm, hello Tâm, em có nghe tiếng cô không Tâm? Tâm ơi. Rồi, vậy thôi, Linh đọc tiếp cho cô cách 4 đi Linh. Cách 4, không chọn cái nào cả và đưa ra một phương án khác. Neither, what about, không cái nào cả. Thì sao? Neither, I would rather. Tôi muốn. Let's see, để xem đã. Đưa ra luôn lựa chọn khác. Rồi, Tâm ơi, em nghe tiếng cô không Tâm? Nghe tiếng cô và các bạn không Tâm? Rồi, cô giải này nha. Đây, tức là cách 1 của mình á, hồi nãy này sẵn nói cho Tâm. Tâm em nghe không Tâm? Nếu mà em nghe em không trả phản hồi được thì em chat cho cô cũng được, để cô biết chừng, để cô giảng lại cái phần này nè. Sao nghe phản hồi từ Tâm dữ vậy? Rồi ok Tâm. Rồi cô nhắc lại nha, câu lựa chọn này em phải nghe được cho cô chữ O nha, là hoặc này, hoặc cái này, hoặc cái kia. Cách đầu tiên của em thì em A hoặc B đúng không? Thì họ sẽ nhắc cho em, họ sẽ lặp lại đáp án của em là A hoặc là B. Bạn thích ăn ở nhà hay là ăn ngoài đường? À, tôi ăn ở nhà. Đó, họ lặp lại cho em ở nhà là lựa chọn A hoặc là B đúng chưa? Hoặc là sự lựa chọn đồng nghĩa, giả sử là bạn thích ăn ở nhà hay là ở ngoài đi, thì họ sẽ nói là gì? Dùng cái chữ gì ta? Ví dụ như ăn ở ngoài thì sao? Thì mình nói là đi ra ngoài sẽ thoải mái hơn, ví dụ vậy. Thay vì họ nói là go out, ăn ở ngoài đi, thì họ nói cái từ đồng nghĩa là giống như đi ăn ngoài sẽ thoải mái hơn. Thì ý của nó là họ đồng nghĩa, dùng từ đồng nghĩa được chưa? Giống như cái này đúng không? A chart với lại a graph, thì họ ghi là a graph, tức là cái này là đang nhắc lại này, nhắc lại đáp án này. Nhưng cái trường hợp này có hai sự lựa chọn: speak with Mr. Rope với lại send an email. Một cái là nói bằng miệng và một cái là bằng gõ bằng email đúng chưa? Thì em chọn một trong hai, nói hay là bằng email. Thì họ dùng cho em đồng nghĩa là nói này, em thấy không? Họ không lặp lại từ spoke with quá khứ, spoke with, mà họ dùng từ call. Vậy từ call này nó chính là từ thay cho từ speak, tức là đồng nghĩa đó. Cách thứ hai là đồng nghĩa này. Lựa chọn thứ hai là đồng nghĩa, nó thuộc trong cách 1 nha. Cách 2 là dễ nè, là chọn cả hai luôn. Cả hai thì em nhớ cho cô từ both. Cả hai là xuất hiện từ both ha? Cả hai đều được. Thích cà phê hay là thích trà đây? À, tôi thích cả hai luôn. Được chưa? Cách thứ ba, cái nào cũng được, cô highlight lên nè. Để cho cô từ either nè. Either nè, it's up to you nè, là cái nào cũng được á, tùy bạn nè. It doesn't matter to me nè, whatever, bất cứ cái nào. Whatever, bất cứ cái nào ha, có là chữ both hồi nãy mình gặp ở trên rồi ha. Để cho cô này. Tiếp tục cái số 4 là đang nói hồi nãy nè em, bạn Linh mới đọc á, thì lựa chọn thứ 4 là em không lựa chọn cái nào cả. Em không lựa chọn cái nào cả, mà em sử dụng từ neither. Either là cái nào cũng được, còn neither em thêm chữ n vào thì em tưởng tượng là chữ not đi, là không có cái nào cả. Neither, không có cái nào cả. Bắt đầu đề xuất ra, what about, còn cái này thì sao? Cô giả sử như là ví dụ như một cái đi, bạn thích đi chơi Vũng Tàu hay là đi chơi Đắk Lắk, thì bây giờ neither, không cái nào cả. What about Hồ Chí Minh City? Vậy Hồ Chí Minh thì sao? Được chưa? Thì họ chỉ what about, tức là họ cho em một lựa chọn neither, không có cái nào cả, cho em một sự lựa chọn khác, em sẽ dùng what about ha, tức là đề xuất cái khác đó. Hoặc là neither, tương tự bạn muốn đi Đắk Lắk hay là Vũng Tàu, neither, I would rather Hồ Chí Minh City, tức là không có cái nào cả, tôi muốn đi Hồ Chí Minh City hơn. Kiểu vậy. Thì nhớ cô would rather ha. Let's see, để xem đã. Hoặc đưa ra lựa chọn khác luôn. Thì đây là cái ví dụ của em dưới này. Tâm, đọc cho cô đi Tâm. Em dùng biết được không? Đọc cho cô ví dụ nào. Cái ví dụ này là ví dụ của cái đưa ra lựa chọn khác. Đọc được không? Chưa có cái tên đọc không? Ừ, đọc ví dụ này. Dạ.
Mà em đọc cũng được thứ tư là sáu chữ ai ấy. Tâm em nói gì Tâm? Cô nghe không rõ. Ý cô nói là giờ em đọc cái ví dụ bằng tiếng Anh đi. Cái ví dụ em thấy cái bằng hình cô không? Should I nè. Em đang nói với cô. Ừ em đọc đi. Đọc lại Tâm ơi. Cô có nghe. Cô có nghe mà chắc cô chưa định hình được. À, thì tại sáu chữ ai á. Should I? Dạ Đọc đi nào em. là từ nữa em không đọc được. Schedule. Should Schedule. I schedule the inspection for Monday or Wednesday? Friday would be better. Rồi, được chưa? Schedule là em lên lịch. Lên lịch. Danh từ là lịch trình. Động từ là lên lịch nha em, bởi vì từ suốt này là động từ khiếm khuyết, vì thế em cần một cái động từ thường đằng sau động từ verb không, nên từ schedule của em lúc này nó là động từ nha, lên lịch. Tôi nên lên lịch kiểm tra vào thứ thứ hai hay là thứ tư đây? Thì bây giờ họ đưa cho em lựa chọn khác luôn, họ không dùng từ neither luôn, họ đưa cho em lựa chọn khác. Thay vì họ nói là neither Friday would be better thì họ nói là Friday would be better, tức là không có thứ hai cũng không có thứ tư mà là thứ sáu đi, được chưa? Quan trọng là em phải nghe được cho cô chủ này này sự lựa chọn nào ấy này, được chưa? Ngay chỗ chữ o này em phải nghe cho cô trước chữ o và sau chữ o để em định hình được họ đang hỏi về cái thứ hay là họ đang hỏi về ăn ngoài hay là ăn trong, họ đang hỏi về làm việc nhóm hay là làm việc cùng với nhau, hay họ đang hỏi là ngày ngày mai hay là ngày mốt đó. Cái khung chỗ này em ráng nghe được cho cô chủ này nha. Vậy đây là sự lựa chọn khác này, nhắc lại trước khi qua phần practice á, nhớ cho cô thứ nhất là có thể lặp lại một trong hai đáp án. Cái thứ hai, dùng từ đồng nghĩa. Cái thứ ba, để cho cô từ both. Cái thứ tư, để cho cô từ either. Subject to you, doesn't matter to me, whatever. Cái thứ năm, để cho cô từ neither. Neither với lại đưa ra sự lựa chọn khác nha em. Nhớ cho cô những từ đó để mà trả lời cho câu hỏi lựa chọn. Thường, câu hỏi lựa chọn nó có thường là một câu trong cái part 2 này thôi. Cùng lắm là hai câu, nhưng mà thường một câu à. Bây giờ cô cho nghe thử cái câu 1 nha, rồi trả lời cho cô nha. Câu 1 này có vẻ nó hơi giống bên kia này, nhưng mà kệ, cứ làm cho em câu 1 cô mở này nha. Did you speak with Mr. Rob or just send an email? A. I called him yesterday. Câu này gặp ví dụ ở trên rồi. B. He already gave me an address. C. Yes, I think it's faster. Rồi. Number 12. Did you speak with Mr. Rob or just send an email? A. I called him yesterday. B. He already gave me an address. C. Yes, I think it's faster. Rồi, cái câu đầu tiên em đọc cho cô nào Linh? Em nghe câu hỏi là gì Linh? Send an email. Đúng rồi, được chưa? Tức là đang hỏi nói hay là gửi email đây? Đáp án A là gì Ngân? Cảm ơn cô, đáp án A là I called him yesterday. Đúng rồi, call him, him ở đây chính là Mr. Rob này, này nha em. Đáp án B là gì Tâm? He already gave me a rest. He already gave. Nghĩa là gì em? Là anh ấy đã đưa cho tôi một cái địa chỉ. Đúng rồi, anh ấy đã đưa cho tôi một cái địa chỉ, an address nha em. Một cái địa chỉ. Rồi, câu C là gì Linh? Yes, I think. Ai gì? I think gì? Để con mở lại câu đó nghe lại câu C nha. Gave me an address. C.
Yes, I think it's faster. Yes, I think. No. Em nghe được là yes, I think it's một cái gì đó chứ em không biết từ cuối. It's đúng rồi, Tâm. Nghe được từ sau không? Yeah, faster. Đúng rồi, faster nha em. Vâng, tôi nghĩ nó thì nhanh hơn. Vậy trong này em chọn đáp án gì cả lớp? Bật mic lên nào, đáp án gì? A. Đúng rồi, đáp án A, được chưa? Thứ nhất, họ đang hỏi em lựa chọn một trong hai, em không thể nào trả lời yes được. Ví dụ bạn muốn ăn cơm hay ăn mì thì em phải trả lời là hoặc là ăn cơm hay là ăn mì, hoặc là em dùng từ đồng nghĩa, hoặc là em muốn ăn bún, ví dụ vậy, chứ em không thể nào vâng được, được chưa? Thì yes em không thể dùng được. Còn câu A thì câu A là nó dùng từ đồng nghĩa này, từ cold nó đồng nghĩa với từ speak như hồi nãy mình nói đó. Còn câu B thì em phải nghe để mà em loại thôi, chứ không còn cách nào khác hết, được chưa? Không có đồng âm trong này. Rồi từ câu 2 cho tới câu 8 là các em tự làm nha. Rồi đọc đáp án cho cô. Cô mở này nha. Number 2. Nhớ chọn đáp án cho cô. Number 13. Does Ken work in the accounting or sales department? Cố gắng nghe cho cô chữ O, giữa trước chữ O và sau chữ O cho cô nha. A. My email account still works. B. I think he's in sales. C. He preferred the first department. Rồi, nghe lại. Cái câu dạng chọn O này các em thì né 7 đồng âm ra cho cô nha. Bởi vì em có thể dùng từ lặp lại được mà nha. Bởi vì nó hơi khó một chút. Ví dụ như mấy câu khác quen quá thì đó thì em có thể thấy đồng âm em loại. Nhưng trường hợp O này thì em không loại nha. Em phải xem cái nào chính xác. Bởi vì nó có quyền lặp âm. Number 13. Does Ken work in the accounting or sales department? A. My email account still works. B. I think he's in sales. C. He preferred the first department. Next. Number 15. Will you be paying with cash or by credit card? A. We play every Saturday. B. I'll use my credit card. C. Let's go by car. Rồi, nghe lại lần hai. Nhớ cố gắng hiểu cho cô ý họ nói là cái gì, chọn cái gì và cái gì. Number 15. Will you be paying with cash or by credit card? A. We play every Saturday. B. I'll use my credit card. C. Let's go by car. Next. Number 16. Do you want to eat at the Italian restaurant or the Chinese one? A. I haven't bought any yet. B. It's up to you. C. It was delicious. No, the second time. Number 16. Do you want to eat at the Italian restaurant or the Chinese one? A. I haven't bought any yet. B. It's up to you. C. It was delicious. Next. Number 17. Will the evaluation be Wednesday or Thursday? A. Yes, they're happy with my work. B. Please try to be there by 11. C. I think it's on Friday. Rồi, câu này một câu dễ nha. Nghe lại lần hai. Number 17. Will the evaluation be Wednesday or Thursday? A. Yes, they're happy with my work. B. Please try to be there by 11. C. I think it's on Friday. Next. Number 21. Would you like to send the letter by mail or have it delivered in person?
A. Either would be okay. B. To the personnel department. Hello, Mai Anh. Chào cô ạ. Mai Anh đang sửa câu 6 nha Mai Anh. Đang nghe câu 6 nha Mai Anh. Để cô mở lại câu 6. Đây là đang câu lựa chọn. Câu lựa chọn là có chữ O nè. Rồi mình tiếp tục nha. Có gì em xem lại record sau nha. Cô mở lại câu 6. Number 21. Would you like to send the letter by mail or have it delivered in person? A. Either would be okay. B. To the personnel department. C. No, I haven't finished reading yet. Rồi, lần hai. Number 21. Would you like to send the letter by mail or have it delivered in person? A. Either would be okay. B. To the personnel department. C. No, I haven't finished reading it yet. Rồi, number 7. Em để cho những cái cụm từ mà hồi nãy các em đọc đó nha. Ví dụ như là it's up to you hay là either, neither hồi nãy mình gặp á. Number 23. Can you come to the reception tonight? Or do you have another appointment? A. That's what I meant. B. Go to the reception desk. C. Actually, I'm planning to go shopping with my sister. Rồi, lần hai. Number 23. Can you come to the reception tonight, or do you have another appointment? A. That's what I meant. B. Go to the reception desk. C. Actually, I'm planning to go shopping with my sister. Number 8. Number 26. Would you prefer to meet in the meeting room or somewhere else? A. Someone else will take it. B. Let me reserve the cafeteria. C. Yes, he's in a meeting. Rồi, lần hai. Number 26. Would you prefer to meet in the meeting room or somewhere else? A. Someone else will take it. B. Let me reserve the cafeteria. C. Yes, he's in a meeting. Next. Number 28. Would you prefer taking a cab or the bus? A. Whenever you want. B. Let's take a taxi. C. Yes, it would be much faster. Number 28. Would you prefer taking a cab or the bus? A. Whenever you want. B. Let's take a taxi. C. Yes, it would be much faster. The last one. Number 29. Would you rather work alone or as a team? A. Actually, I don't care. B. I'd rather walk. C. Yes, I would. Rồi, ngày lần hai. Number 29. Would you rather work alone or as a team? A. Actually, I don't care. B. I'd rather walk. C. Yes, I would. Rồi, các em chat đáp án vào cho cô. Câu à quên để cô đọc trước đi. Cô đọc đáp án trước rồi lớp mình có gì còn giải thì nói cô giải nha. Number 1 hồi nãy sửa rồi, number 1 A ha. Cái câu 1 cũng chính là câu ví dụ hồi nãy mình học luôn á. Rồi, number 2 này, 2B, 3B, 4B, 5C, 6A,
7C, 8B, 9B, 10A. Rồi các em chat vào những câu cần hỏi đi. Cô sửa cho nào. Linh đúng được mấy câu Linh? Ngân? Xem mấy câu? Sai hai câu ạ. Rồi Ngân sai hai câu Linh. Em sai hai câu. Rồi Mai Anh em từ câu 6 em tới câu 10 em sai mấy câu? Đúng hết. Rồi ok. Rồi Tâm còn sửa câu 8, 9. Ok em, còn ai nữa không? Các em cứ chat vào nha. Bây giờ cô sửa câu 8, 9 trước rồi cô đọc tin nhắn sau. Câu 8 này em. Câu 8, sửa câu 8 trước nha. Nghe lại cho câu 8. Number 26. Would you prefer to meet in the meeting room or somewhere else? Rồi, Mai Anh nghe được cho cô câu hỏi là câu gì rồi, Mai Anh? Would you prefer to meet in the meeting room or somewhere else? Đúng rồi, nghĩa là gì em? Bạn muốn gặp ở trong cái phòng họp hay là một nơi nào khác? Đúng rồi, bây giờ họ cho em lựa chọn một là trong phòng họp, hai là một nơi nào khác. Bây giờ chọn cái nào? Rồi nghe cho cô A nha. A. Someone else will take it. Linh. Someone else, gì nữa? Nghe được khúc sau không em? Để cô mở lại cho. Cô mở lại cho được khúc sau. Meet in the meeting room or somewhere else? A. Someone else will take it. Nghe được từ nào nữa không? For tickets là cái vé hả? Rồi bạn khác Tâm. Someone else. Gì nữa? Mai Anh. Ngon, bạn đã nghe được không? Will take it. Đúng rồi. Will take it. Thì câu này em thấy đúng không? Đang hỏi somewhere, mình trả lời someone là có phải sai không? Đang hỏi bây giờ họp ở meeting room hay là ở somewhere else đây? Tự nhiên nói là ai đó sẽ làm điều đó, sẽ lấy cái đó. Ai đó nữa sẽ lấy cái đó. Lấy cái gì thì cô không biết, nó take là lấy. Vậy bây giờ tự nhiên đang hỏi somewhere đến rồi someone, có phải nó đánh lừa mình không? Suy ra câu A loại nha. Câu B. B. Let me reserve the cafeteria. Ngân. Let me reserve the cafe gì đó. Cafeteria. Đúng rồi, cafeteria. Rồi nghĩa là gì em? Dạy cho cô luôn nào. Hãy để tôi. Let me là hãy để tôi. Đúng rồi. Đặt cái gì? Cafeteria là cái quán giống như cái địa điểm ăn. À nó gần giống như căng tin đó em. Nó gần giống như căng tin vậy đó. Nó vừa có ăn vừa có uống luôn á. Thì từ reserve này nó giống là từ book. Book table. Reserve table đó. Book nghĩa là đặt đó các em. Được chưa? Suy ra đáp án của mình là câu gì? Để ngay câu C luôn cho chắc hả? Câu C. C. Yes, he's in a meeting. Tâm. Câu C em. Tâm. Yeah. Yes, he's in a meeting. Đúng rồi. In the meeting. Thì bây giờ có phải suy ra được đáp án của mình là câu B chắc cú chưa? Được chưa? Vâng, anh ấy đang ở cái meeting. Như cô nói đó, khi hỏi em lựa chọn, bây giờ muốn gặp vào thứ 6 hay thứ 7 đây, thì phải trả lời cái một cái thứ nào đó, chứ không thể trả lời vâng được. Được chưa? Thì cái yes mình loại được cho em. Bởi vì đang hỏi lựa chọn mà, tự nhiên kêu vâng là không hợp lý hả? Đáp án của mình là câu B. Vậy cái cafeteria này, tức là đáp án này nè. Đó, nó trả lời cái này. Bây giờ meeting room hay là chỗ khác đây, thì là cái cafeteria, tức là trả lời cho cái B. Mình lựa chọn sự lựa chọn B đó là một nơi khác hả? Rồi. Câu 9, cô mở câu 9 nha. Em nào có thắc mắc gì cứ chat vào. Number 28. Would you prefer taking a cab or the bus? Linh, em nghe được gì Linh? Đúng rồi, con này dễ bị nhầm nè.
cho em nghe lại vậy ạ. Rồi. Câu này đúng là dễ bị nhầm thiệt. 28. Would you prefer taking a cab or the bus? Rồi đấy em. Taking a cab. Would you prefer gì? Taking a gì? A cab như em, a cab. Cab nó giống là taxi vậy đó. Cab chính là taxi á. A cab or a taxi gì nữa. Or gì? Đúng rồi, or a bus. Bạn muốn đi cab, đi taxi hay đi bus đây? Rồi, câu 10 ok không? Rồi, nghe cho cô đã lựa chọn của A nha. A. Whenever you want. Ngon, nghe được gì ngon? Cô đó là các em chọn câu A đúng không? Câu A em nghĩ là whenever you want. Đúng rồi, whenever you want. Nếu như mà cái câu A đó mà nó là whatever you want thì nó đúng. Nhưng bởi vì nó nói whenever you want, thế nên nó sai. Được chưa? Các em hiểu chỗ này không? Hồi nãy của mình trên này nó có cái chỗ này. Nên cô mới nghĩ là câu này các em bị đánh lừa. Này, whatever you want, đúng chưa? Whatever, bất cứ cái nào cũng được. Thì bất cứ là xe taxi hay là xe gì cũng được. Nhưng bây giờ họ nói em là when, bất cứ khi nào cũng được thì đâu có đúng. Đâu có hỏi khi nào đâu. Ví dụ, hỏi là à thứ hai là thứ ba, bất cứ khi nào cũng được thì ok. Nhưng bây giờ đang hỏi taxi hay là bus mà trả lời bất cứ khi nào là sai nha em. Nếu câu A là whatever you want là đúng. Tiếp tục. Câu nghe tiếp theo câu B nha. B. Let's take a taxi. Mai Anh. Let's take a taxi. Đúng rồi. Rất là hay, nói cái khác là cái từ này, taxi này là rất là trả lời cho từ cab này em. Đó, nó lựa chọn sự lựa chọn A. Cái đáp án 1 nó lựa chọn sự lựa chọn 1, nhưng nó dùng từ đồng nghĩa. Chứ nó không ghi rõ là let's take a cab. Nó ghi là let's take a taxi, tức là đáp án của mình là cab đó. Nó dùng từ đồng nghĩa đó nha em. Câu A loại là do when, rồi câu C. C. Yes, it would be much faster. Tâm. Yes, it would be faster. It would be gì? Thiếu một chữ rồi. Cô nhớ nó đọc dài hơn một chút mà. Mới lại nha, cô nhớ nó có thêm một chữ nữa đó. B. Let's take a taxi. C. Yes, it would be much faster. It would be gì nữa? Much faster. Được chưa? Thì suy ra đang hỏi sự lựa chọn không thế nào Z trong này được. Được chưa? Đáp án của mình là câu B. Vậy nếu như em không nghe được cho cô là chữ khác là chữ gì thì em nghe được chữ bus đằng sau này. O bus nè. Thì em nghĩ là phương tiện với nhau. Hai O với lại and thì hai cái này nó song song với nhau. Nên đằng sau em thấy bus thì em đương nhiên em nghĩ đằng trước cũng là một phương tiện nào đó luôn. Được chưa? Thì suy ra đáp án của em là sẽ chọn một cái phương tiện nào đó. Đó, em có thể suy ra được nè. A cab or a bus, không biết a cab là gì nhưng biết a bus là phương tiện. Vậy suy ra trước chứ o có thể là một phương tiện khác. Được chưa? Có đó, em có thể suy ra, suy nhanh ra đó em. Câu 10 luôn này nha. Nhớ suy nhanh ra chứ đôi khi em không bằng nghe hết đâu. Nhưng mà đôi khi em dựa vào cái trí thông minh của em suy ra thì có thể em làm được đúng câu đó đó. Number 29. Câu 10 nha. Would you rather work alone or as a team? Mai Anh, câu này rất là hay gặp trong đề số X luôn. Would you rather? Cô mở lại một video ạ. Rồi, ok. Would you rather work alone or as a team? Would you rather work alone or as a team? Rồi, nghĩa là gì em? Bạn thích cái việc mà làm việc một mình hay là làm theo nhóm như vậy? Ừ, ý nó là giống như làm nhóm với nhau. Một là làm một mình độc lập, hai là làm nhóm. Rồi, luôn sẵn cô nói luôn điểm ngữ pháp luôn. Would rather cộng verb không nha em. Would rather cộng verb không. Nhớ nha, would rather cộng verb không. Nói sao cho cô. Rồi câu A. A. Actually, I don't care. Linh. I don't care. Câu A là gì em? Nói bự lên em. I don't care.
Nghe lại. Or as a team. A. Actually, I don't care. Actually, gì nữa? Cái từ phía sau mình hát này gặp luôn. Actually. Tôi không quan tâm nhỉ? Đúng rồi. I don't care. Được chưa? Cái câu này em hát này gặp. I don't care. Rồi, nghe cho cô Bi nha. Actually, I don't care. Thật ra tôi không có quan tâm. As a team. A. Actually, I don't care. B. I'd rather walk. Ngân. I'd rather walk. Walk như em, nó walk, nó khác từ work, như là work, em sẽ đưa cái miệng em dài ra. Work, âm ơ, như là walk, âm o, em đưa cái miệng em lên phía trên. Em mở miệng lên phía trên. Thì chữ này là câu này là em loại được chưa? Đúng là có rather đó. Mà tự nhiên walk thì đâu liên quan từ work đâu, thấy không? Loại. Đang hỏi làm việc một mình hay đi làm việc chung mà kêu là đi bộ. C. Yes, I would. Tâm. Không nghe Tâm ơi. Các em có nghe tiếng của Tâm không? Cũng nghe tiếng của Tâm nha. Các bạn cũng nghe Tâm, em chắc là cũng được Tâm. Sau nãy nghe tiếng của Tâm mà ta. Thôi em chắc là cũng được Tâm. Cô chưa nghe tiếng của em. Yes, I would là sai rồi. Yes, I would nha em. Yes, I would. Được chưa? Yes, I would. Vậy trong câu này là gì? Đang hỏi O, lựa chọn một trong hai mà trả lời yes là sai nha em. Được chưa? Đáp án của mình là câu A. Bạn muốn làm team và muốn làm một mình đây. Thật ra tôi không khe. Tức là làm cái gì nào? Tức là cái nào cũng được á. Either cái nào cũng được. Ngoài ra cũng có một dạng như thế này các em. Giả sử họ nói là tôi muốn làm một mình. Bây giờ nếu mà họ hồi nãy là họ muốn cái nào cũng được không? Nhưng nếu họ làm một mình là I prefer, có thể họ dùng như sau, prefer working in dependent, in dependently. Đó, tôi muốn làm việc độc lập thì em để cho cô có từ đồng làm việc độc lập này, nó sẽ bằng với từ work alone nha. Ý là đang nói là từ đồng nghĩa đó, họ sử dụng từ đồng nghĩa cho em là working independent. Independently thì đó cũng là một đáp án của em. Tôi muốn làm việc độc lập. Ê, nói cách khác là tôi muốn làm việc một mình. Hoặc họ có dùng là I prefer working together. Together tức là trả lời cho câu as a team, làm việc chung một team với nhau. Này là cô đưa ra gợi ý cho cái việc mà trả lời đồng nghĩa nha, trả lời đồng nghĩa đó. Rồi qua phần này nha. Bây giờ phần 2 này, các dạng câu hỏi về yêu cầu, mời mọc với lại gợi ý. Trước hết là câu mời trước nè. Câu mời trước, mời mọc. Đọc cho cô này đi Mai Anh. Nếu cô một câu mà mời cái gì, would you like hoặc là do you want, ví dụ như là would you like some coffee hoặc do you want some coffee. Rồi, thì thử em để cho cô đằng sau là danh từ được chưa? Danh từ cộng danh từ. Bạn muốn cái này không? Bạn muốn cà phê hay không? Bạn có muốn cà phê hay không? Thì đó đằng sau là danh từ là muốn cái gì? Cái gì chính là danh từ này em. Rồi, đọc cho cô này đi Ngân. Would you like cộng to verb hoặc would you like me to cộng verb. Do you want to verb hoặc do you want me to cộng verb. Nhớ cho cô là bất nha. Ví dụ luôn. Đọc cho cô. Ví dụ là would you like to have a dinner with me? Would you like me to stay overnight with you? Rồi, em để cho cô nha. Thì tóm lại hai cái này cho cô, câu lời mời thì đều nghĩ tới would you like cho cô, được chưa? Thích cái gì thì sau danh từ mà động từ, mà nếu làm cái hành động gì thì có to verb thôi, to verb không. Cái câu vế đầu tiên would you like to cộng verb không là bạn muốn làm cái gì đó.
Nhưng would you like me to, cộng tốt không, thêm cho cô chữ me này là bạn muốn tôi làm cái gì đó nha. Giống như là cô muốn đi chơi với một cái là cô muốn các em đi chơi. Có phải hai cái đó khác nhau không? Mặc dù là would you like, nhưng khi em thêm chữ me hoặc thêm cái tông ngữ vào đó, thì cái nghĩa nó sẽ khác nhau á. Tương tự do you want to cũng vậy, và do you want me to cũng vậy, bạn muốn tôi làm cái gì đó, nghĩa ra. Thì cái này, bạn có muốn ăn tối với tôi không? Cái này là bạn có muốn tôi ở lại qua đêm với bạn không? Được chưa? Cái này đưa về chủ ngữ, nó đưa về me là tôi, có khi rồi muốn cái người đó làm cái gì đó. Còn cái này là mình muốn mình làm gì mình làm. Được chưa? Tóm lại nhớ cho cô would you like, lời mời. Nhưng nếu would you like chấm chấm có chữ or đi, would you like coffee or tea, thì mặc dù là would you like nhưng nó sẽ thuộc trường hợp or nha em. Để cho cô nha, có chữ or đã thuộc trường hợp or, trường hợp chọn rồi đó. Rồi, đọc cho cô cái này đi. Ngân, nếu như mà đồng ý thì sao? Yes, I would. I'd like to. That is very kind of you. Sure. Certain, certainly. Certainly. Of course. Rồi, đúng rồi, được chưa? Tức là chắc chắn rồi á, cái ý cuối là chắc chắn rồi á. Rồi, Tâm, đọc cho cô phía từ chối đi Tâm. Đi Tâm. Cô vẫn chưa nghe tiếng Tâm nha Tâm. Sao nãy cô nghe tiếng của Tâm mà sao giờ không nghe nữa nhờ? Rồi, vậy cô mời bạn khác. Tâm, em cứ mở cái mic như vậy mà em cứ nói đi nha Tâm. Khi nào mà cô nghe được tiếng của em thì cô sẽ la lên cho em biết chừng. Cứ để mic đó mà nói đi. Mai Anh, đọc cho cô này đi. Nhờ cô. Ok Tâm. Cô nghe ra nói à? Từ chối Tâm á, Mai Anh á. Cô nghe ra em nói không ạ? Cô nghe. Từ chối thì có là no thanks, thanks cộng với lại lý do đằng sau. Sorry lý do đằng sau, hoặc là I'd like to but cộng với lại lý do ạ. Đúng rồi, để cho một chữ but nha em. Thường hay chữ but đằng sau là nó hay nhưng cái gì đó. Kể cả em sau này em học trong phần 3, phần 4 của em cũng vậy. Phần 3, phần 4 của em, cái phần mà nghe đoạn cái đoạn hội thoại đó thì cũng để cho một chữ but luôn. Tôi thích lắm nhưng mà sau đó, kiểu vậy. Rồi, đọc cho cô cái này đi Linh. Would you like to have dinner with me? Is that very kind of you? I'd love to, but my wife is waiting for me. Đúng rồi, được chưa? Giống như cái đồng ý thì nó bạn thật là tốt bụng nhưng mà không đồng ý. Nếu mà họ không đồng ý tức là bị bận gì đó. Tôi thích lắm, tôi thích ăn tối bạn lắm nhưng mà vợ tôi đang đợi tôi mất tiêu rồi. Đó mà là không đi ăn với người ta. Được chưa? Nhớ cho cô cái này nha em. Tiếp tục. Nhớ cho cô những cụm này nè, những cụm này nè để mình hay gặp nè. Mà mình hay gặp nhiều nhất là có từ đây. Sure, certainly, of course, vân vân, cái này nó hay gặp nè. Với lại I'd love to but nó hay gặp á. Cái phần câu hỏi mời mọc này chắc thường có một câu trong part 2 thôi. Rồi, qua ví dụ nha. Ví dụ cô xem mấy câu nào. Ví dụ có 5 câu. Rồi cho nghe cả 5 câu luôn hồi sữa. Câu đó là câu mời đúng không? Rồi, nghe này nha các em. Nghe cho đáp án. Number 17. Jim, would you like to come with us for dinner tonight? A. No, I haven't eaten yet. B. I'd love to, but I have to finish this report first. C. The one across the street. Number 17. Jim, would you like to come with us for dinner tonight? A. No, I haven't eaten yet. B. I'd love to, but I have to finish this report first. C. The one across the street. Rồi, câu 2. Number 18. I have 2 free tickets to the baseball game on Friday. Would you like to come with me? A. Sorry, but I have another appointment. B. It was a close game. C.
Three of us are coming. Rồi, cái trường hợp mà mời mọc như thế này, đúng rồi, mời mọc như thế này thì em áp dụng lại 7 đồng âm cho cô nha. Cái trường hợp O hồi nãy thì em không nên áp dụng, bởi vì nó có thể lặp lại. Nhưng cái trường hợp này em nên áp lực dùng lại nha. Nghe lại lần 2. Number 18. I have 2 free tickets to the baseball game on Friday. Would you like to come with me? A. Sorry, but I have another appointment. B. It was a close game. C. Three of us are coming. Rồi, number 3. Number 22. Would you like to join our poetry club? A. In the evening. B. Sorry, I'm tied up these days. C. It's located downtown. Rồi, nghe lần 2. Number 22. Would you like to join our poetry club? A. In the evening. B. Sorry, I'm tied up these days. C. It's located downtown. Next. Number 28. Would you like to play a game of tennis? A. He wasn't sure. B. Yes, I would. C. Not too many. Rồi, nghe lại lần 2 cho cô. Number 28. Would you like to play a game of tennis? A. He wasn't sure. B. Yes, I would. C. Not too many. The last one. Number 29. Would you like me to take a message for Mr. Johnson? A. He has a great memory. B. Yes, I like him very much. C. Thanks, but I'll try again later. Rồi, nghe lại lần 2. Number 29. Would you like me to take a message for Mr. Johnson? A. He has a great memory. B. Yes, I like him very much. C. Thanks, but I'll try again later. Rồi, cô đọc đáp án, các em cần sửa cái nào nói cô nha. Number 1, B. 2, A. 3, B. 4, B. 5, C. Rồi, chắc rồi cho cô. Mai Anh đúng mấy câu Mai Anh? 5 câu. Tâm, Ngân, Linh. Sai một câu. Rồi, Ngân sai một câu. Chắc câu đó vào cho em, cho cô đi. Linh với lại Tâm thì sao em? Đúng sai câu 5 ạ. Câu 5. Đúng rồi, câu 5 hơi khó một chút, dễ bị đánh lừa. Ngon sai câu nào em? 3, rồi. Tâm. Em nói em sai câu 5 ạ. Rồi, em sai câu 5. Rồi, ok. Cô sửa câu 3 trước nha. Number 22. Would you like to join our poetry club? Mai Anh, em nghe được gì Mai Anh? Would you like to join the poetry club? Join gì? Cô chưa nghe rõ join gì? Join the poetry club. Nghĩa là gì em? Câu lạc bộ thơ ấy à? Đúng rồi. Nghe được chữ poetry là đúng rồi em. Very good rồi đó. Bạn có muốn tham gia vào câu lạc bộ thơ không? Thơ ca không? Được chưa? A. In the evening. Tâm. Rồi câu này loại chưa? Được chưa? Bởi vì câu này đã trả lời cho câu hỏi quen. Được chưa? Vào buổi tối mà, buổi sáng mà trả lời cho câu đó. Hoặc em không nghe được chữ poetry, em có thể dịch sơ cho cô là gì? Bạn có muốn tham gia một câu lạc bộ nào đó hay không? Câu lạc bộ tiếng Anh hay câu lạc bộ nào đó? Tức là từ chính của em là em phải nghe được cho cô chữ club trước rồi đó. Rồi có từ poetry tính sau. Bởi vì dù gì mình cũng nghe được mà, thì mình cứ mường tượng là một câu lạc bộ nào đó trước rồi đó. Để mà mình hình dung ra. B. Sorry, I'm tied up these days. Tâm. Tâm chưa nhỉ? Linh đi Linh. Cái từ này hơi khó một chút nè.
Nghe được gì Linh? Ai gì? Ai nghe được phía sau? Phía sau này hơi khó một chút này. Ai nghe được? Các ai nghe được không? Cô có hay là từ nãy em chưa gặp á. Club. A. In the evening. B. Sorry, I'm tied up these days. Mai an tâm. Ngân, Linh có ai nghe được không? Sorry. I'm tied up these days. Tức là xin lỗi, tôi quá là bận rộn vào dạo gần đây, vào những ngày gần đây. Những ngày gần đây tôi khá là bận rộn, tức là dạo này tôi rất là bận rộn. Linh bạn bên em bị dọc cô. Ok Linh. Tiếp tục. Câu C. C. It's located downtown. Ngân. Từ bên dưới em không nghe thấy rồi, tiếp đến từ downtown. Đúng rồi, vậy ai nghe được cho cô cái từ gì á? Cái từ rất là hay gặp trong chữ ít luôn, kể cả tất cả các phần luôn. Located. Đúng rồi, located tức là nó được tọa lạc ở cái vùng downtown. Được chưa? Để cho cô từ tọa lạc nha em. Từ tọa lạc này, ngoài ra em còn là situated nữa nha. Nó bằng cái từ này. It's situated downtown cũng được, hai từ đó ngang nhau như em, được tọa lạc tại cái chỗ đó. Thì đáp án của mình là câu gì? Câu B được chưa? Bạn có muốn tham gia group câu lạc bộ thơ không? Xin lỗi, tôi dạo này tôi bận quá. Tức là tôi không có tham gia được, tôi bận quá. Đáp án A, loại bởi vì trả lời cho câu hỏi when. Đáp án C, trả lời cho câu hỏi when, được tọa lạc ở đâu là ở downtown. Tiếp tục câu 5 nha. Number 29. Would you like me to take a message for Mr. Johnson? Tâm, em nghe được gì Tâm? Would you like me, để cho cô mi nha, bạn muốn tôi gì đây? Em nghe em kịp không ạ? Nghe không kịp rồi, để cô mở lại chia từng khúc nhỏ nha. Fine. Would you like me to take a message for Mr. Johnson? Would you like me to take a message from Chu gì? Mai Anh? Chu gì? Mai Anh nghe được không? Take a message from Mr. Johnson. Message gì nữa? From Mr. Johnson. Đúng rồi. Johnson. Được chưa? Take a message. Bạn có muốn tôi để lại lời nhắn trong Johnson hay không? Để cho cô là tôi nha. Bạn có muốn để lại lời nhắn trong Johnson không? Thì nó khác. Mà bạn có muốn tôi để lại lời nhắn cho ông Johnson không? Thì bây giờ tôi lần này ha. Có muốn tôi làm cái điều đó không? Câu A. Mr. Johnson. A. He has a great memory. Linh. Câu này hơi khó một chút nha em. Câu năm nó hơi khó. Linh, em nghe được câu A là gì không Linh? Chi yes. Gì? Yes, memory ạ. Em nghe được là great memory như vậy hả? Đúng không? Thì là đầy đủ của nó phải là he has a great memory. Để cô mở lại. Fine. Would you like me to take a message for Mr. Johnson? A. He has a great memory. Rồi, nghe cho cô B này ngon. B. Yes, I like him very much. Ngon. Yes, I like him very much. Rồi. Nghĩa là gì em? Vâng, tôi thích anh ấy. Nhiều lắm. Very much, nhiều lắm. Next. C. Thanks, but I'll try again later. Tâm. Thanks, but I'll try again later. Đúng rồi. Vậy chọn gì em? Cả lớp. Try again gì đó later hả? Later đúng không em? Bạn có muốn tôi để lại cái tin nhắn cho ông Johnson không? Câu A, ông ấy có một cái trí nhớ rất là tốt, thì ông ấy ở đây chính là ông Johnson đó.
Ruby, vâng, tôi thích ông ấy rất là nhiều. Ông ấy đây chính là ông Johnson luôn. Tôi xin cảm ơn nhưng mà tôi sẽ thử lại sau. Thì đáp án của mình là gì? Cả lớp. Đáp án của mình là câu C, được chưa? Mặc dù câu A với lại câu B nó nhắc tới he, mặc dù he, him chính là ông đó, nhưng nó không phải là câu trả lời mà mình cần. Vì thế đáp án của mình là câu C, được chưa? Thường lời mời là vậy đó, lời mời cảm ơn nhưng cái gì đó. Cái cấu trúc hồi nãy mình nói đó, một là mình đồng ý thì mình dùng những cái cấu trúc đó, hai là mình từ chối thì mình hay có từ thanks hoặc là từ sorry gì vân vân đó để mình từ chối ha. Nhớ cho cô cái này, message là tin nhắn, thông điệp rồi đó, memory là trí nhớ này, anh ấy có một trí nhớ rất là tuyệt vời. Tôi sẽ thử lại sau, rồi tức tôi thử lại sau sau. Cảm ơn nhưng mà tôi sẽ thử nhắn tin cho ông đó lại sau, kiểu như vậy ha. Rồi phần tiếp theo, câu yêu cầu. Đọc cho cô cái này đi Tâm. Nhớ từng dạng cho cô nha. Mời thì phải là would you like. Lựa chọn là phải có chữ O. Tâm. Would you mind book in? Do you mind if I will convert? Rồi. Đồng ý là no, no problem. Not at all. Từ chối. Sorry. Rồi, được chưa? Cái câu này thì xác suất xảy ra trong bài chắc là cùng lắm là một câu. Cùng lắm một câu. Ví dụ câu O thì một phần là có một câu. Nhưng cái phần câu yêu cầu này là cùng lắm một câu thôi em. Cơ hội nó không có luôn. Thì em để cho cô từ mind, would you mind cộng verb in. Bạn có phiền không? Hoặc là phiền bạn làm có điều gì đó. Hoặc là do you mind if. Để cho cô if đằng sau cộng mạng đề thôi. Do you mind khi em dùng if thì đằng sau em tính là một mạng đề. Đi với mạng đề, được chưa? Thì cứ nhớ cho cô từ mời này là đang coi yêu cầu này. Nhớ cho cô sẵn cô nói lại phân biệt cho cô nha. Cái câu đầu tiên là O đúng chưa? Phần đầu tiên là dạng O. Phải nghe được cho cô chữ O lựa chọn. Cái thứ hai là câu yêu cầu. Yêu cầu thì nghĩ ngay cho cô would you like, do you want to nè. Tiếp câu 3. Câu 3 là gì đây? Từ từ. Cái này là câu mời. Would. Câu này là would. Câu mời nè. Câu mời là would you like, do you want nè. Tiếp tục đâu rồi? Tới câu yêu cầu. Câu yêu cầu là cái my ha, my để của từ my, would you mind, do you mind if. Tương tự đồng ý thì là no problem, not at all, từ chối, sorry, được chưa? Không có thanks trong này nha, bạn có phiền không mà? Phiền bạn làm phiền bạn mà. Ví dụ, would you mind opening the door? Bạn có phiền không khi mà mở cửa này ra? Mở cửa ra, tức là bằng phiền bạn mở cửa ra giùm cho tôi với. Ý là như vậy ha, phiền. Trong này có mấy câu đây có à có hai câu à cho nghe luôn không à. Nghe luôn cô sửa câu đó là câu yêu cầu đúng không rồi nghe number 11 would you mind making từ để cô share lại nhớ em bên này nó báo rồi rồi mở nghe lại number 11 would you mind making travel arrangements for us. A. Not at all. B. Actually, I have trouble finding it. C. The meeting has been arranged for Tuesday. Rồi, nghe là lần hai, câu dễ ha. Number 11. Would you mind making travel arrangements for us? A. Not at all. B. Actually, I have trouble finding it. C. The meeting has been arranged for Tuesday. Right, next. Number 30. Would you mind closing the windows? A. Yes, they live closely. B. Are you cold? Nhớ đồng âm loại nha em. C. The eyes are the window to the soul. Rồi, lần hai. Number 30. Would you mind closing the windows? A. Yes, they live closely. B. Are you cold? C. The eyes are the window to the soul. Rồi, cô đọc đáp án này nha. 1 A, 2 B. Ngân, đúng hết không em?
Em chưa chọn được đáp án câu 2. Câu 2 chưa chọn được đáp án câu 2 rồi, cô sẽ câu 2 mai em. Đúng hết, Tâm. Tâm Linh. Tâm đúng hết rồi Tâm. Dạ. Rồi, Phương Linh. Đúng hết không Phương Linh? Linh ơi. Linh. Đúng hết không em? Dạ có. Rồi ok, vậy cô sửa câu 2 cho bạn nha. Câu 2. Number 30. Would you mind closing the windows? Ngon, nghe được gì em? Would you mind closing the window? The window, rồi ok em. Nghĩa là gì em? Bạn có phiền khi mà đóng cửa sổ không? Đúng rồi, bạn có phiền khi mà đóng cửa sổ không? Phiền bạn đóng cửa sổ giùm tôi với, ý kiểu như vậy ha. Nhờ người ta đóng cửa sổ giùm. A. Yes, they live closely. Mai Anh. Closely, đúng rồi em. Thì các trường hợp này này em thấy nó đồng âm không? Đây, close với lại closing này nó đồng âm với nhau nên em loại. Quay lại trường hợp này em áp dụng được là câu đồng âm rồi. Chỉ có cái mà câu hỏi ô hoặc á thì em mới không áp dụng đồng âm thôi, bởi vì nó có thể nhắc lại đáp án. Nhưng mà trường hợp còn lại thì em có thể nhắc lặp lại được ha. Nhớ cho cô would you mind nha, là đâu thuộc về câu yêu cầu để phân biệt với những cái khác. Would you mind thì yêu cầu, mà would you like thì là mời mọc. Tiếp tục. B. Are you cold? Linh. Linh. Nghe cô nói không em? Rồi em làm cô bé cho cô đi lên ơi. Ồ. Đúng rồi, nghĩa là gì em? Nghĩa là gì lên? Bạn lạnh. Ừ, bạn lạnh hả? À, bạn ví dụ bạn bạn Linh nói đúng không? À, Ngân ơi, à, đóng giùm cho tôi cái cửa. Bạn có phiền khi mà đóng giùm cho tôi cái cửa không? Thì lúc này Ngân hỏi lại với Linh. Bạn lạnh hả? Bạn lạnh hả hay sao mà đóng lại cái cửa đó? Ý là nói là như vậy nha em. Câu C. C. The eyes are the window to the soul. Tâm. Đây là một câu câu văn luôn này, cái câu mà em hay gặp luôn á. Anh nghe được mỗi the eye. Ừ, the window. The eyes. Or the window. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Các ai biết cái từ đó không? Biết sao? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tâm hồn là soul. Nè, được chưa? Đây là câu em hay gặp luôn là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Được chưa? Thì trong này em thấy không? Nó lặp lại của em từ window nè. Đồng âm lõi. Nhớ nha, cái này em quay lại áp dụng đồng âm được. Chỉ có câu hỏi lựa chọn là ô. Ô thì em mới không dùng đồng âm thôi. Còn lại những từ khác vẫn áp dụng đồng âm bình thường nha em. Đồng âm loại. 99% đồng âm là mình loại đó. Đương nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà đa số là loại. Xui lắm mới bị dính những cái câu đó thôi ha. Rồi nhớ cho cô dạng mai là yêu cầu nha. Bây giờ dạng thứ ba là câu gợi ý. Gợi ý là suggestion đó. Gợi ý. Đọc cho cô cái này nào Tâm. How about, what about, cộng bước in hoặc nào. Let's cộng verb nguyên thể. Why don't you we cộng verb nguyên thể. Rồi. Đồng ý. Rồi tới đó thôi Tâm. Một bạn đọc cho cô cái này nào. Linh, đọc cho cô cái này đi Linh. Đồng ý thì sao? That sounds great. That is a good idea. I would be glad. I would love to. Thank you. Mai Anh. Như cô là sorry cộng với lại lý do. I would be glad but cộng với lại lý do. Hoặc là I would love to but cộng với lý do. Được chưa? Em thấy cái dạng này, cái dạng mà từ chối này nó hơi giống mời mọc không? Mời người ta nhưng mà sorry, à đi ăn tối với tôi không? Sorry rồi đưa ra lý do. Nó hơi giống câu mời mọc. Gợi ý với mời mọc nó gần gần giống nhau một chút ha. Nhưng em để ý cho cô điểm ngữ pháp này nha.
How about với what about thì em cứ nhớ cho cô sau giới từ là verb in hoặc danh từ thôi. Chung luôn á, kể cả on, in, at cũng vậy. Sau giới từ là verb in cộng danh từ. Let cộng verb không. Dấu chấm thôi. Why don't you, why don't we là cộng verb không cho cô nha. Ví dụ như tại sao chúng ta lại không đi bơi nhỉ? Ý họ nói là hãy đi bơi đi. Được chưa? Ý họ nói là hãy. Giống như cô đó, mai cô rảnh quá cô nên làm gì đây ta? Có lúc này Mai Anh nói là tại sao cô lại không đi bơi nhỉ? Thì ý của Mai Anh muốn nói là Mai Anh đang gợi ý cho cô là cô hãy đi bơi đi á. Được chưa? Chứ không phải là câu hỏi, chứ không phải hỏi tại sao cô không đi bơi mà cô đã còn nằm đây. Ý là không phải câu như vậy nha em. Ý là nó đề xuất á, chứ không phải là câu hỏi. Em hình dung cho cô nha. Why don't we, why don't you thiệt ra là đề xuất, chứ không phải là hỏi lý do nha. Nghe chứ why tưởng đâu hỏi lý do là sai á. Why cái gì thì lý do, nhưng why don't you, why don't we là đang đề xuất, không phải mục đích là hỏi lý do. Thì nhớ cho cô, những câu này cô highlight lên này là những câu là hay có đáp án trong bài á. Đó, cách trả lời bên từ chối nó hơi giống câu 11. Còn đồng ý thì nó như thế này. Đương nhiên là có những câu khác nữa, đây là những câu cơ bản hay có thôi ha. Đó là dạng gợi ý, nhớ cho cô nha. Điền yêu cầu thì từ mind, would you mind, mời mọc thì là would you like, do you want to, vân vân. Còn gợi ý thì là how about, what about, let, why don't you, why don't we. Nhớ về nhà học lại như em chứ không lộn hết luôn á. Cái nhìn câu gợi ý nó ra câu đề nghị, rồi nhìn câu đề nghị, câu yêu cầu nó lại ra câu mời mọc lại bị lộn á. Nên về nhà xem lại cho cô nha. Rồi phần practice có 3 câu, cô mở cho các em nghe luôn. 3 câu. Number 12. How about making copies with the sales report? Nhớ trường hợp đồng âm loại nha em. A. Because the coffee machine doesn't work properly. B. That's a good idea. C. It's about our sales promotion. Nghe lại lần hai. Number 12. How about making copies with the sales report? A. Because the coffee machine doesn't work properly. B. That's a good idea. C. It's about our sales promotion. Go ahead. Number 14. How about taking a coffee break? A. Not until 2 p.m. Câu này hơi khó chút nha, để ý loại trừ. B. Sure, there's a copier upstairs. C. I'm afraid it's still broken. Rồi, nghe lại lần hai. Number 14. How about taking a coffee break? A. Not until 2 p.m. B. Sure, there's a copier upstairs. C. I'm afraid it's still broken. The last one. Number 15. Let's take a coffee break in 10 minutes. A. Sure, taking a walk is great exercise. B. Unfortunately, it's broken. C. Sorry, but I have a meeting soon. Number 15. Let's take a coffee break in 10 minutes. A. Sure, taking a walk is great exercise. B. Unfortunately, it's broken. C. Sorry, but I have a meeting soon. Rồi, cô đọc đáp án nha. 1. B. 2. A. 3. C. Rồi, ngâm đúng mấy câu em? Đúng 2 câu. 2 câu. Rồi, Mai Anh? Em đúng 2 ạ. Đúng 2. Tâm? Chát vào cho cô câu bằng sữa đi nào. Tâm mấy câu Tâm? Em đúng 3 câu ạ. Rồi, đúng hết. Linh? Các em chát câu bằng sữa vào cho cô đi. Linh đúng mấy câu Linh? Đúng 2 câu. 2 câu. Rồi, bây giờ cô sửa câu 3 trước nha. Các em cứ chat vào trong đó, thắc mắc thì lát cô sửa tiếp. Cô sửa câu 3 trước này. Okay. Number 15. Let's take a coffee break in 10 minutes.
Tâm, nghe được gì em? Let's take a coffee. Vị trí đó 10 minutes. Rồi, để cô mở lại. Let's take a coffee break in 10 minutes. A coffee gì? Breaking. Check này đi với gì? Mai Anh, nghe được từ đó không? Break. Dễ lao đấy em. Break. In 10 minutes. In 10 minutes. Cô biết tắt là minutes. Thôi để cô biết ra luôn đi. Minutes. Hãy giải lao uống cà phê trong 10 phút nữa nào. Tức là 10 phút nữa giải lao uống cà phê. Take a break. Em nghĩ cô take a break là nghỉ giải lao đó. Mà thêm coffee tức là giải lao để uống cà phê á. Rồi. Đó là đề xuất nha em. Câu này là dấu chấm thôi. Chứ không phải là dấu chấm hỏi đâu. Dấu chấm thôi. Tức là đang đề xuất. Hãy nghỉ ngơi uống cà phê 10 phút nữa nha. A. Sure. Taking a walk is great exercise. Mai Anh. Sure, taking a walk is great exercise. Exercise. Mới đó cô quên mất từ sure gì quên rồi. Sure. Sure, taking a walk. A walk is a great exercise. Đúng rồi, được chưa? Nghe được câu đó là tốt á. Sure, nghe tưởng đâu sure là tưởng đâu đúng rồi đúng không? Nếu mà sure không thì chắc chắn đúng rồi đó. Mà tự nhiên có cái sau của thành nó sai mất chắc chắn rồi. Đi bộ thì là một cái bài tập thể dục tốt. Bây giờ rõ ràng đang nói là uống cà phê mà nói đi bộ dễ đâu đây? Được chưa? Suy ra câu A của mình loại. Nếu mà em loại thì check với check này nè. Đồng âm loại thôi. Được chưa? Nếu chữ sure thì là đúng. Nhưng nó thêm vế sau thì là sai. Để cho cô vế sau đó nha. Chứ câu hỏi nó cho vế trước đúng mà vế sau sai á. B. Unfortunately it's broken. Linh. Cái từ này rất là hay gặp nè. Ân gì? Fortunately. Cái từ này hay gặp lắm nha em. Để cho cô. Thuộc từ đó cho cô. Thật không may. Thật không may. Nhớ cho cô nha. Unluckily á. Thật không may thì gì? A. Sure. Taking a walk is great exercise. B. Unfortunately it's broken. Linh, unfortunately, it's gì? Ngân, it's gì? Broken. Đúng rồi, nghĩa là gì em? Thật không may thì hỏng. Ừ, nó bị hỏng rồi. Broken là bị hỏng. Cái xe ô tô của em nó bị hỏng, xe máy của em bị hỏng. Em cũng dùng từ broken á, bị hỏng á. Broken là hỏng. Nhớ cho cô cụm từ này nha. Unfortunately rất là hay có trong TOEIC. Các phần nghe hay có trong TOEIC lắm. Nhất là phần 3 với lại phần 4 á. Tức là sau unfortunately với lại sau từ but, sau từ however á, là chính là đáp án của em ở phần 3, phần 4 á. Nên nhớ cho cô từ này luôn. Unfortunately viết vào thật không may nha. Câu C. C. Sorry, but I have a meeting soon. Linh, lại cho cô nào Linh. B. Unfortunately, it's broken. C. Sorry, but I have a meeting soon. Nghe từ gì không Linh? Sorry. Đúng rồi, sorry gì nữa. But I unfortunately, it's broken. C. Sorry, but I have a meeting soon. But I have. You know? Cái từ rất hay gặp luôn á. Tâm. But I have a meeting soon. Đúng rồi, meeting soon. Chắc là bên Linh bị mặn giọng nó nghe không rõ em. Xin lỗi nhưng mà tôi có một cái meeting. Tôi sắp có một cái meeting rồi đó. Thì đáp án của mình là câu gì? Câu C, được chưa? Ý là người ta đang rủ à lát nữa uống cà phê, 10 phút uống cà phê nha. Xin lỗi nha, nhưng bởi vì lát tôi có nhưng mà lát tôi có meeting mất tiêu rồi, tôi không uống với bạn được. Được chưa? Người ta gợi ý mình, người ta gợi ý, người ta đề xuất đi uống cà phê nhưng mà mình bận, mình từ chối. Tức là đây là câu từ chối này ha. Rồi, qua bài này nha. Tiếp tục phần 3, câu trần thuật. Đây là một câu cực kỳ khó, đây là cái phần cực kỳ khó trong phần 2 của các em luôn á. Bởi vì phần 2 các em á
Câu hỏi thì em biết người ta hỏi gì đúng không? Nhưng câu trần thuật em phải hiểu ý người ta muốn nói cái gì, người ta muốn hỏi cái gì hay người ta muốn nói cái gì. Em phải hiểu ý người ta, nên đây là một dạng câu khó nha. Thường nó có một hoặc hai câu trong phần 2 đó. Đây là dạng câu khó. Đọc cho cô nào đi Mai Anh. Nói cô là câu trần thuật là một câu nói được đưa ra để truyền đạt thông tin, nhận xét ý kiến của một ai đó. Chiến lược làm bài nghe được từ khóa của câu để làm ý chính, loại trừ đáp án chứa từ đồng âm hoặc là lặp từ. Cách tốt nhất để làm câu trần thuật là nghe hiểu và chọn đáp án đúng không? Rồi, đương nhiên cái cách cuối cùng là cái bài nào cũng vậy, em nghe hiểu chọn đáp án đúng là luôn luôn là cách tốt nhất. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà em nghe không được á, thì nhớ cho cô, nghe cái từ khóa không thôi cũng được, cố gắng nghe cho cô từ khóa để mình nắm ý chính hoặc là mình đoán nghĩa cũng được. Còn cái cách mà em hay dùng nhất là loại trừ đáp án thôi. Loại trừ đáp án là ví dụ như là đồng âm loại này, lặp từ loại này. Cái trường hợp đồng âm lặp từ trong phần 2 em áp dụng rất là hay á. Chỉ trừ cái phần mà câu hỏi ô ra thôi, câu hỏi lựa chọn ra thôi, còn lại áp dụng hết, đồng âm với lại lặp từ đa số loại hết. Xui lắm mới bị trúng những câu lặp từ là đúng thôi, thì thường cho là xui đi. Nhưng mà cố gắng nhớ cho cô đồng âm lặp từ loại. Rồi, làm cho cô câu này đi nào, đọc cho câu này đi Tâm. Đọc cho cô ví dụ 1. Miss Kim has decided to leave the film. The firm. Firm. The firm. Yes. She been offered a better job. Rồi, lúc này là em hiểu ý người ta này. Người ta chỉ nói một câu thôi. Cái bà Kim này đã quyết định rời cái công ty rồi, rời cái hãng này rồi. Firm là cái hãng, tức là cái công ty á. Bà Kim đã quyết định rời cái hãng này rồi. Thì bắt đầu cái ý mình là gì? Đúng rồi, cô ấy đã được offer một cái công việc tốt hơn, thì cô ấy rời là đúng rồi. Được chưa? Thì em phải hiểu ý người ta là cái gì đó, chứ họ đâu có hỏi đâu. Nên em phải hiểu ý người ta. Câu 2 đọc cho cô nào không? It looks Mr. Chang can wait to leave her to a form vacation. Where is he going? Đúng rồi. Mặc dù họ cho em là câu statement, câu trần thuật, nhưng cuối cùng đáp án của em lại là câu hỏi lại người ta, em thấy không? Đáp án của em lại là câu hỏi. Nè, trong có vẻ như là ông Trang này, ông có thể đợi để mà rời khi mà đi ông có thể rời khi mà đi đâu nhỉ? Đi picnic, đi nghỉ dưỡng đó, ông đang đợi để mà rời đi nghỉ dưỡng. Thì bây giờ quý hỏi là ủa ông đi đâu vậy? Ông sẽ đi đâu vậy? Được chưa? Tức là câu tương tác lại với nhau, giống như cô nói mai nghỉ như các em đó, ví dụ như nói mai nghỉ như các em, thì các em sẽ hỏi ủa sao nghỉ vậy cô, thì thay vì cái câu cô nói là mai nghỉ như các em, đó là câu trần thuật, nhưng cuối cùng các em lại hỏi lại cô là tại sao nghỉ vậy cô, thì đôi khi đáp án của mình lại là câu hỏi nha em. Đáp án của mình lại là câu hỏi, giả sử đây là đáp án A thì câu hỏi của mình chính là đáp án A luôn. Do đó cô nói với các em là câu trần thuật là một câu khó, buộc em phải hiểu ý của họ nha, tốt nhất là hiểu ý của họ. Còn không thì có loại từ bằng đồng âm lập từ nha. Câu là câu khó nhất á. Rồi phần trần thuật. Rồi cô cho nghe nha em. Có 8 câu. Number 12. It seems like I left my folder in the meeting room. A. I'll go and get it for you. B. I left the meeting room 10 minutes ago. C. There's an important report in my folder. Rồi, nghe lại. Number 12. It seems like I left my folder in the meeting room. A. I'll go and get it for you. B. I left the meeting room 10 minutes ago. C. There's an important report in my folder. Number 2. Number 16. The mechanic repaired the copy machine this morning. Nhớ đồng âm loại nha. A. That's why I paired them together. B. Oh, I didn't know that. C. It won't be fixed until tomorrow morning. Rồi, lần 2. Number 16. The mechanic repaired the copy machine this morning. A. That's why I paired them together. B. Oh, I didn't know that. C. It won't be fixed until tomorrow morning. Sao nó thiếu? Chữ cuối là chữ morning đó em, mà cái file nó bị thiếu á. Morning.
Rồi, number three. Number 18. Your speech was very impressive. A. I'm glad you think so. B. I was impressed with your resume. Nhớ đồng âm loại nha, cách hay á. C. Yes, I can speak some other languages. Rồi, nghe lại lần hai. Number 18. Your speech was very impressive. A. I'm glad you think so. B. I was impressed with your resume. C. Yes, I can speak some other languages. Number 4. Number 22. Sorry, but we only accept cash. A. Okay then, I'll just buy one can. B. Near the bank. C. The cashier is next to the door. Lần hai. Number 22. Sorry, but we only accept cash. A. Okay then, I'll just buy one can. B. Near the bank. C. The cashier is next to the door. Number 5. Number 25. I thought you had already arrived in London. A. Should I leave them in your office? B. 7 passengers. C. My flight was delayed, actually. Number 25. I thought you had already arrived in London. A. Should I leave them in your office? B. 7 passengers. C. My flight was delayed, actually. Number 6. Number 27. Ms. Kim has decided to leave the firm. A. Yes, she's been offered a better job. Con này gặp rồi hồi nãy ví dụ nha. B. No, I'm staying with a friend. C. 3 weeks paid leave a year. Rồi, nghe lại lần hai. Number 27. Ms. Kim has decided to leave the firm. A. Yes, she's been offered a better job. B. No, I'm staying with a friend. C. 3 weeks paid leave a year. 7. Number 13. It looks like Mr. Chang can't wait to leave for vacation. Hình như câu này cũng gặp ở ví dụ luôn nè. A. I believe I can handle it myself. Ủa, bên có em nghe rõ không? Mai Anh nghe rõ không em? Không rõ hả? Hình như cô thấy bên này nó bị nhỏ hơn hay sao đấy, cũng mới lại. Number 13. It looks like Mr. Chang can't wait to leave for vacation. A. I believe I can handle it myself. B. Where is he going? C. I'm sorry, he's still on vacation. Nghe lại lần hai. Number 13. It looks like Mr. Chang can't wait to leave for vacation. A. I believe I can handle it myself. B. Where is he going? C. I'm sorry, he's still on vacation. Rồi, câu 8, cái câu 7 hồi nãy là do có file đó em. Lúc đầu nó to, lúc sau nó nhỏ do file á. Number 29. Be sure to keep your receipt. A. Sure, I'll keep it a secret. Đồng âm loại nha. B. I received it yesterday. C. No problem, I can do that. Rồi, nghe lại lần hai. Number 29. Be sure to keep your receipt. A. Sure, I'll keep it a secret. B. I received it yesterday. C. No problem, I can do that.
Rồi, cô đọc đáp án cho lớp mình sửa nha. Cho lớp mình coi đúng được mấy câu nha. 1A, 2B, 3A, 4A, 5C, 6A, 7B, 8C. Rồi, ngon đúng mấy câu em. Mai An Tâm Linh luôn. Sai hai câu. Sai hai câu, Mai An. Chắc vào cho cô nào. Một câu, Tâm. Các em chắc vào cho cô sửa nào. Em sai hai ạ. Hai, Linh. Mấy câu Linh? Em hai câu ạ. Hai câu, rồi các em chắc vào đây cô sửa nào. Còn sửa câu nào? Rồi, ngon câu một. Ok. 1, 4. Rồi, câu 1 trước nha. Number 12. It seems like I left my folder in the meeting room. Mai Anh, nghe được gì Mai Anh? It seems like I left my folder in the meeting room. Đúng rồi. It seems like I left my folder in the meeting room. Nghĩa là gì em? Nó vừa nghe là tôi đã để quên cái folder, cái tập tài liệu ở trong phòng họp ạ. Đúng rồi. Chỉ là câu bình thường có vẻ như tôi bỏ quên cái tập tài liệu trong cái phòng meeting mất tiêu rồi. Vậy câu A. A. I'll go and get it for you. Ngon. I'll go and get it for you. Đúng rồi, nghĩa là gì em? Đi và lấy nó cho bác. Đúng rồi, tôi sẽ đi và lấy nó cho bạn. Vậy nó là cái gì? Nó đây là cái gì em biết không? Nó là cái folder. Đúng rồi. Rồi, nghe cô B cho cô nha. B. I left the meeting room 10 minutes ago. I left the meeting room 10 minutes ago. Đúng rồi. Câu này em thấy đồng âm nhiều không? Minutes ago. Đồng âm quá trời. Tôi đã rời cái phòng meeting được 10 phút cách đây rồi. Vậy chữ left của em đồng âm này thấy không? Rồi meeting lại đồng âm nữa, thấy không? Hai cái đồng âm thì cô bi loại thôi. Nhớ áp dụng đồng âm cho cô bởi vì câu trần thuật nó hơi khó. C. There's an important report in my folder. Phương Linh, em nghe được câu cuối không Linh? Room 10 minutes ago. C. There's an important report in my folder. There's gì? Em nghe được mỗi từ cuối là folder. Nghe được chữ cuối là folder. Rồi. Ai nghe được khúc giữa cho cô? There's gì? An important report in my folder. Đúng rồi. Important report in my folder. Giả sử câu này đi, em nghe không được hết. Có phải folder với lại folder loại chưa? Đồng âm. Suy ra câu 1 của em thật ra là câu dễ. Em sử dụng phương pháp loại trừ đồng âm thì em suy ra được cho cô đáp án là A thôi. Nên cô nói là đồng âm nó rất là quan trọng. Câu 4 nha. Nhớ cho cô đồng âm nha, phần 2 áp dụng đồng âm rất là hay á. Number 22. Sorry, but we only accept cash. Phương Linh. Sorry, gì nữa? Ai đúng nhỉ? Bớt gì? Sorry, but we only accept cash. We, bớt gì? We gì nữa? Linh. Em không nghe được ạ. Không được từ nào luôn hả? Rồi Tâm. Sorry, but we. Dạ em không ạ. Mai Anh. Như là we will only accept cash.
Đúng rồi, accept cash. Cái này em hay gặp trong khi mà em đi siêu thị, em đi chỗ nào đó, họ chỉ chấp nhận cash thôi. Xin lỗi, chúng tôi chỉ chấp nhận tiền mặt thôi, chứ không chấp nhận thẻ tín dụng hay là chuyển khoản hay gì hết. Đó, kiểu như vậy, cash là tiền mặt nha em. Cash là tiền mặt, rất là hay gặp nha. Cash or credit card, tiền mặt hay là thẻ tín dụng. Được chưa? Còn có thẻ mà em nhận lương xong á, rồi em tiêu tiền á, thì nó gọi là debit card. Còn credit card là thẻ tín dụng. Tín dụng là giống như là credit, để cô biên vào đây luôn, credit card. Ít bữa nữa rồi em sẽ gặp thôi. Credit card là giống như thẻ tín dụng thôi. Thẻ tín dụng là giống như là con ngân hàng, nó sẽ cho tiền em trước, rồi em chi xong rồi tới bao nhiêu thời gian đó em trả lại sau, giống như chi trước trả sau. Còn debit card tức là thẻ ghi nợ. Thẻ ghi nợ tức là em lãnh lương, có tiền trong thẻ em tiêu, có bao nhiêu em tiêu bấy nhiêu, được chưa? Thì đó là debit card. Còn credit card là thẻ tín dụng. Rồi, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ chấp nhận cash thôi. Vậy câu A là gì? A. Okay then, I'll just buy one can. Ngân. Okay, then I will just buy Ai gì? Just buy gì? One gì? one. One can. Ok, vậy thì tôi chỉ mua một lon thôi. Mua một lon thôi. Can lúc này là có lon đây. Lon. Vậy tôi chỉ mua một lon thôi. Câu B. D. Near the bank. Linh. Câu B em. Near the. Nghe lại hả? Okay then, I'll just buy one can. D. Near the bank. Near the bank, gần cái ngân hàng, thì câu này sẽ trả lời cho câu hỏi là where, ở đâu, ở gần cái ngân hàng ha. C. C. The cashier is next to the door. Number 22. Mai Anh, nghe được câu cuối không em? The cashier is next to the door. Đúng rồi, nghĩa là gì em? Cái máy rút tiền là cũng is thì tức là cái người thu ngân, người thu ngân. và người tôi ngâm thì gần cửa sổ. Đúng rồi, người thu ngân thì đang ở ở gần cái cửa kìa, thì suy ra đáp án của mình là câu A ha. Giống như là ông này ông đưa thẻ không đưa cái gì đó thì à xin lỗi chúng tôi chỉ chấp nhận tiền mặt thôi. Thì à ok vậy tôi mua một lon thôi, kiểu như tôi không đủ tiền mặt thì tôi mua một lon thôi, được chưa? Thì câu này nó không có đồng nghĩa cho em, thì buộc em phải nghe thôi, câu này là buộc em phải nghe để hiểu ý nghĩa thôi, nó không có cách nào để lấy. Ví dụ như cô Bi có thể loại trừ bằng cách là nó trả lời câu hỏi where, trong này đâu có nói where gì đâu, nên có thể em loại trừ được cô Bi. Còn riêng cô A cô C buộc em phải nghe thôi, chứ không có từ đồng nghĩa gì trong này hết ha. Để cho cô cash là tiền mặt nha, nhớ nốt vào. Can là lúc này có lon, động từ là có thể, động từ khiếm khuyết, nhưng danh từ là cái lon. Cashier, giả sử em đi Circle K hay là em vào mấy cái rạp chiếu phim cũng vậy, mấy cái người thu tiền thì đó gọi là cashier, bách hóa xanh đó. Sẵn em áp dụng luôn, cứ em đi em thấy mấy người thu ngân thì đó gọi là cashier. Rồi câu 5 đúng không? Câu 5. Number 25. I thought you had already arrived in London. Tâm. I thought gì nữa? You already arrived to London. You have already arrived. Nghĩa là gì em? Tôi tưởng là bạn đã đến đúng đúng rồi. Ừ, tôi tưởng là bạn đã đến London rồi chứ. Rồi, nghe cho cô ơi. A. Should I leave them in your office? Mai Anh. Should I list them in the office? Should I leave In the office. them your office? Nghĩa là gì em? Tôi có nên là để họ là ở trong trong văn phòng không ạ? Đúng rồi, tôi có nên bỏ họ lại hay là bỏ chúng lại, có nghĩa là cái vật đúng không? Tôi có nên bỏ chúng lại, ví dụ tài liệu gì đó, trong cái văn phòng của bạn không? Rồi, câu B. B. Seven passengers. Linh. Seven. Passengers. Nghĩa là gì em? Passenger.
passenger là gì? Giả sử em đi máy bay. Em mà đi máy bay thì sẽ gọi em là passenger đó. Về passenger, đúng rồi, là hành khách, được chưa? 7 hành khách, passenger chính là hành khách. Câu 5, 7 hành khách thì câu này trả lời cho how many hả? Câu C. C. My flight was delayed actually. Ngon. My flight was... Were gì? Rất là hay gặp tìm đến mày. Delay giờ. Đúng rồi. Delay. Actually. Actually có sẵn nè, được chưa? Cái tiếng Tây. Actually. My flight was delayed actually. Được chưa? Cái chuyến bay của tôi thì thật ra nó bị hoãn rồi. Vậy thì em chọn đáp án nào vậy đây? Có phải là câu C chưa? Có phải là câu C chưa? Trong này thì câu B em có thể loại bỏ bởi vì nó trả lời cho how many, đúng chưa? Còn câu A thì nó có gì không? Câu A không có gì hết hả? Rồi câu A với câu C buộc mình phải nghe mình chọn thôi. Giống như là tôi tưởng là bạn đã ở London rồi chứ. Thật ra thì cái chuyến bay của tôi bị delay mất tiêu rồi nên bây giờ tôi vẫn còn ở đây đây. Chứ không là tôi đi qua London rồi á. Được chưa? Đáp án của mình là câu C nha em. Tức là dạng câu trần thuật rất là khó. Nên buộc các em phải hiểu hoặc là lựa chọn bằng cách loại trừ thôi. Rồi, tiếp tục. Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Rồi, xong bài đó các em. Có bạn nào thắc mắc câu nào nữa không thì cô giải luôn. Rồi, mấy anh không có những bạn khác thì sao? Rồi, Ngân lắc đầu. Linh với lại Tâm thì sao em? Có thắc mắc gì nữa không? Không ạ. Không ạ. Rồi, ok. Vì về nhà các em học bài là đầy đủ nha. Cô thấy hôm nay hình như là bạn nào chưa làm nhỉ? Hình như Tâm chưa làm phải không Tâm? À, em làm rồi ạ. À, rồi rồi. I'm sorry. Chắc cô nhớ nhầm á. Rồi, bye bye lớp mình nha. Chúc lớp mình ngon. Ừ.